em nhìn tên Nghiêm không? Chú săn ca sớm như vậy. Thứ thứ sáu này nó thôi nôi hơn sơ gà nè. Phải không? Có gì ngày rồi ok quá. Bữa đó các em cũng đi hơi trễ tại vì em chở vợ em biết căng. Cái gì nào đi nha ông thầy. Nó gửi thiệt nha. Ừ, thì thứ năm gửi được rồi. Để nhớ. Nó chơi chứ chừng nào đi ngang đấy. Đi đâu có được đâu. Giờ anh thăng một mình thì đi đâu. Nhà thua luôn rồi. Đi khỏi đi xuống là không được rồi đó. Đáng trông nữa. Nghe cái này giống như bị về anh cái án mà giống như án keo à. Alo. Alo, 1 2 3 4 1 2. Alo. Trên bảng chúng ta hiện tại là hai đội bóng là Tâm Kiên FC và Quán Hiệp Châu đang khởi động các bạn. Hai đội chúng ta đang khởi động và để chuẩn bị bước vào trận siêu kinh điển vào chiều ngày hôm nay tại sân đấu Hoàng Hậu. Trước khi trận đấu này được bắt đầu thì mình Duyên xin điểm qua những cái tên có mặt trong hình của cầu thủ Tâm Kiên. Bên phía đội Tâm Kiên FC chúng ta có thủ môn Lách Thành Tính số 33, số 30 Kiên Đen, số 22 đó là Xét Khải các bạn, 88 là Quý, 9 là Anh Đất Sông, 15 là Tím La, Huy Trai số 7, Sô Phát số 11, Hòa Lâm số 89, Hữu Chí số 2, 13 là Điền Di Đô, số 10 Messi Đồng và Quốc Linh số 66 đó. Số 6 các bạn, đó là những cái tên có mặt trong hình chính thức như là dự bị của cầu thủ Tâm Kiên. Bên phía đội Quán Ăn Hiền Châu chúng ta có các cầu thủ gồm có thủ môn là Cây Ba, có bầu anh Hiệp Xương Ống các bạn, có Ngô Quy, có Tam Cày, Dĩ Bánh Tét, Trung Toàn, 13 Thiện Bay Bờ, chủ chính là Giang Tính, có cả Trung Tính, Chí Bún các bạn và các anh em như là Nghĩa Mắm, đó là những cái tên có mặt trong hình của hai đội bóng Tâm Kim như là Quán Hiệp Châu. Thời tiết hơi se lạnh các bạn. Hai đội khởi động. Hello Tùng Sen, hỏi Ngọc Quý chạy nổi không? Đó là nhắn Tùng Sen các bạn. Ngọc Quý là ngày nào cũng chạy cho Tùng Sen. Tôi đi tèo. Làm gì? Vô đá nó chụp đạn. Đó à. Tùng Sen, Ngọc Quý hỏi tối nay ngủ ngon không nha. Ngày hôm nay cao thủ Tâm Kiên FC, đội bóng Tâm Kiên FC mang đến một dàn đội hình rất hùng hậu đến sân đấu Hoàng Hậu các bạn. Rất chất lượng. Và cao thủ Quán Ăn Hiền Châu cũng một đội hình không kém. Rất chất lượng. Rồi nữa cảm ơn Tùng Sang, Tony Thèo. Thank you.
Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân đấu Hoàng Hậu xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Các bạn đang theo dõi trận đấu giao hữu siêu điểm vào chiều ngày hôm nay, trận đấu giữa hai đội Tâm Kiên FC và Quán An Hiệp Châu. Cao quân trong hiệp đấu thứ nhất này thì cao thủ Tâm Kiên FC thi đấu phần sân trái trong vùng áo xanh chuối của bạn quân đen, và cao thủ Quán An Hiệp Châu thi đấu phần sân phải trong vùng áo xanh đen quân xanh đen. Và trọng tài đang có chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Anh Thanh Điền, trọng tài góc quen thuộc tại sân đấu Hoàng Hậu xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đội chuyển tiếp là đây là Xét Khánh các bạn, Xét Khải. Đội mình truyền vào của tiếp là, và để cho quý khán giả và các bạn chúng ta tiện theo dõi ở những phút thi đấu tiếp theo của hiệp đấu thứ nhất này. Mình xin điểm qua những cái tên đang thi đấu chính thức của hai đội bóng chúng ta. Đây là chúng con dứt điểm và thắng đến rất nhanh cho các đội Quán An Hiệp Châu các bạn. Đó là thắng của chúng con. Chúng con vừa có tình huống đi bóng điểm bóng vào bóng xa, góc xa, hoàng bóng đi sạch, mở tỷ số cho các đội Quán An Hiệp Châu 1-0. Đây là Ủ Chí các bạn, vị trí Giang Quyền. Còn đến vị trí tiếp là chúng ta tiếp tục cập nhật những cái tên có mặt trên sân lúc này. Bên phía đội Tâm Kiên chúng ta có thủ môn Thanh Tính các bạn, trung vệ hiện tại là Kiên Đen. Đó là phải dứt điểm của tiếp là hậu vệ biên trái các bạn, hậu vệ biên trái tiếp là hậu vệ biên phải đó là Hữu Chí. Và tiền vệ chúng ta có Huy Trai và Xét Khải, và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là Alexon. Đó là bảy cái tên cao quân trong hình chính thức của các đội Tâm Kiên trong hiệp 1. Còn phía đội Quán An Hiệp Châu chúng ta có bảy cái tên cao quân trong hiệp 1, đó là thủ môn Hạ Cái Ba, trung vệ là Trung Tính, hậu vệ biên phải Tam Cày, hậu vệ biên trái Khánh Em. Cặp tiền vệ chúng ta có Vô Quy và Chí Búng. Tiền đạo chơi vị trí cao nhất như là cầu thủ ghi bàn ngoài số đó là Trung Toàn các bạn, phía đội Quán An Hiệp Châu. Đó là tổng bộ 14 cái tên đang có mặt trên sân lúc này. Và trọng tài đang quan chiến đó là trọng tài Thanh Điền các bạn. Người chỉ có tiếp là đây là Xét Khải, nhận là cao thủ Tâm Kiên, đợt cho khe. Đây là Hữu Chí các bạn, đường chuyền. Đây là Tiếm La làm gì đây, pha đẹp bóng hơi dài của Tiếm La, góc dành cho các cao thủ Tâm Kiên. Xin chào anh Linh Bà Ná nè, hãy lên lên chuối và góc cho các đội bóng xanh chuối các bạn. Pha đẹp bóng của Xét Khải, Xét Khải đánh góc các hay, Hữu Chí đến chiến bầu. Và đây là Chí Búng, Chí Búng chỉ bóng đến vị trí Trung Toàn, pha đẹp bóng các hay của Trung Toàn. Một chạm tay của Trung Toàn rồi, đá phạt dành cho các cầu thủ Tâm Kiên FC. Một nữa chào Tùng Sen, chào anh Linh Bà Lá nè, chào quý khán giả của các bạn trong 500 đây mình đã vào xem đã chìm. Cổ vũ cho hai đội bóng Tâm Kiên và Quán An Hiệp Châu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Quán An Hiệp Châu các bạn. Đó được chuyển Xét Khải dành cho Tiếm La, dẫn là Tiếm La. Đó được chuyển hướng đến vị trí của Hồ Chí, dẫn là các cầu thủ Tâm Kiên. Ủ Chí các bạn, xin chào Tấn Triệu. Tấn Triệu đã nhắn là Kiên Đen hôm qua đi chơi với Gậy nên bữa nay hiểu các bạn. Đó là nhắn của Tấn Triệu cả kia Kiên Đen. Kiên Đen hiện tại đang thi đấu vị trí trung vệ cho cầu thủ Tâm Kiên. Quý Trai rất kỹ thuật, đó là một cho khéo Quý Trai chưa được. Đây là Ủ Chí, và đội bóng của Ủ Chí rụng cắt bóng kịp thời của Trung Tính, sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ Quán An Hiệp Châu. À, xin chào bạn các thủ Tâm Kiên. Đây là Huy, Quá Huy. Một pha đi bóng của Huy các bạn, sẽ là ném biên cho các thủ Quán An Hiệp Châu. Đây là Khánh Em sẽ ném biên. Ném biên ngược lại các bạn cho các thủ Tâm Kiên. Hello Kem Bình Hiệp. Hello Kem Bình Hiệp. Không biết Kem Bình Hiệp giờ này có đi khách hay không? Thầy là đang ngồi tại đây khán đài VIP các bạn. Đây là Xét Khải, người truyền về cho thủ môn Lát Thành Tính. Đây là Kiên Đen chung vậy. Ok anh Tổng ơi, nhớ nhắn với Kem Bình Hiệp là nhớ ba trận 7 giờ siêu giải trí nha. Đây là thủ môn Phận Cây Ba, người truyền cho Tam Cây. Đây là Trung Tính các bạn, các anh em. Rồi Kem Bình Hiệp đang đi khách rồi, không biết về kịp đá trận 7 giờ giải trí không. Ôi chào anh trai Khánh, Khánh Trần.
Pha lên chuyền của Huy Trai. Và đi bóng của Tím là đây là Alexson các bạn. Đó là 8 cây. Vị trí của trung tính dành cho Huy. Và cái bóng kịp thời của Sách Khải. Đây là Tím là. Đó là Tím là. Huy Trai các bạn. Ok, Cam Minh Hiệp đang đi chở khách đi du lịch các bạn. Và đi bóng chúng ta làm gì đây? Dứt điểm không vào. Sẽ làm tình huống phá bóng lên cho thủ môn phía đội Tam Kiên Lát Thành Tính các bạn. Tiếp là đây là Huy Trai các bạn. Đây là Sát Khải. Xin chào anh Linh Ba đá nè, hỏi ông Toàn cho anh đá chặn 7 giờ được không? Đó là nhắn con lên chuối. Rồi thấy em. Thấy ông Toàn nguyên ghe vậy này. Lên đi, ông Toàn nó lên đi, lên đây. Đây Sát Khải. Đây là Kiên đây. Người chuyền cho Huy Trai các bạn. Huy Trai cho cái à. Đó là cái bóng của Trung Tính. Đây là Quốc Huy. Vẫn là Quốc Huy các bạn. Và các bóng của Kiên đây. Đây là Khánh em. Khánh em cho cái à chưa được. Đây là Hữu Chí. Huy Trai các bạn. Xin chào Bùi Chí Thanh. Cho em gửi lời tới anh em Tâm Kiên Chiến Thắng. Đó là nhắn của một khán giả Bùi Chí Thanh các bạn. Xin chào anh Linh Ba Đá nè. Lại nhắn là 10 đá, 10 lon rồi, cho đá không? Nếu như anh không sợ lên máu thì anh cứ đá thoải mái. Rồi bóng Khánh em gắt cây. Vẫn là Khánh em các bạn. Bóng được chiếu vào, gắt cây Trung Toàn. Dứt điểm. Đó là cú đúp của Trung Toàn. Tiền đạo phía đội quán Ngày Châu các bạn. Một đường chuyền chính xác của Khánh em dành cho Trung Toàn. Sau đó Trung Toàn xử lý một tình huống bước 1. Gắt cây, gắt tốt. Dứt điểm thành công, hoàn thành số lần 2-0 cho các thủ quán Ngày Châu. Và cái đó cũng là cú đúp của cầu thủ số 10 nghĩa là quán Hàng Châu. Đây là Hữu Chí. Nhận Hữu Chí đánh góc. Xét Khải các bạn. Đây là Huy Trai. Hữu Chí gắt cây Huy Trai. Đủ cắt bóng kịp thời. Như vậy đo trọng tài xác định đó thì đúng phạm lỗi các bạn. Còn thủ dự bị phạm lỗi là Huy Trai. Và chúng ta sẽ đến với thủ đúng đá hoạt cho cầu thủ Tâm Kiên. Chúng ta hãy cùng chờ xem pha phối hợp các bạn của các thủ Tâm Kiên như thế nào các bạn. Đây là một cự ly đá phạt rất gần với thành thủ môn Hằng Kê Ba. Anh Linh nói là 10 lon rồi cho đá không? Nửa thùng cũng cho đá nữa, đừng nói 10 lon. Huy Trai đang đứng trước qua các bạn này. Huy Trai không vào. Bóng đi vô cầu dọc. Chào Nguyễn Hà Mập, hãy lên trai. Ok, chào mừng, cảm ơn Nguyễn Hà Mập. Gọi là nhắn là trọng tài này giống bắt chặn Việt Nam của tao. Đó là nhắn của Nguyễn Hà Mập các bạn. Chí bún. Và đi bóng chí bún gắt cây. Chí bún nó chiên. Trung Toàn. Wow. À như vậy trọng tài xác định sẽ là tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ Tâm Kiên các bạn. Đường bóng có vẻ như chạm tay của Trung Toàn rồi. Trận đấu chúng ta được tiếp tục. Đây là Kiên Đen, một đường chuyền cho Tiếm La các bạn. Vẫn là cao thủ Tâm Kiên. Đây là trung vệ Kiên Đen. Tiếm La. Vẫn là các lỗ xanh, xanh chuối các bạn. Mấy biên cho các lỗ Tâm Kiên. Một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sóng đá Hoàng Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Để dõi trận đấu với hai đội Tâm Kiên và Quán Hàng Châu. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 đi về các lỗ Quán Hàng Châu, các lỗ áo xanh đen đen các bạn. Đây là Huy Trai, người cho khe các ai, Alexson, có bầu. Và chiếc điểm của Alexson nhưng chưa thành công, đây là Chí Bún, Huy Trai các bạn. Luôn cắt bóng kịp thời của Chí Bún. Trọng tài đang có 9 trong đấu ngày hôm nay chúng ta, đó là trọng tài anh Tám Điền. Mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của chủ sân bóng đá Hoàng Hậu tự nhiên đã cho chạy chữ mình dưới rồi. Chúng ta có thể dễ dàng liên hệ hoàn toàn mấy hội của bạn. Dứt điểm, đó là bài dứt điểm của Huy Trai và góc cho có đủ Tâm Kiên. Số điện thoại là 0919864666 các bạn.
Một buổi chiều tối gắt mát mẻ với đêm có màu. Và cái chân của Huy Trai. Đoạn cái bao được truyền dành cho Huy. Huy. Và đội bóng hơi dài các bạn. Alexon được truyền. Huy chơi. Và cái bóng kịp thời của Trung Tính. Và góc cho các cầu thủ Tân Kiệt. Xin chào Minh Điền. Chào Minh Đăng Viên. Ok, cảm ơn Minh Điền. Và đá góc hơi mạnh các bạn. Sẽ là tình huống ném yên cho các đội quán ăn hay châu. Đây là Vũ Huy. Chí búng các bạn. Một chạm tay của Seth Khải. Đá mạc cho các đội quán ăn hay châu. Xin chào Hưng Số Gà. Chẳng sao có like luôn nha em. Chẳng sao siêu kinh điển giải trí. Có diễn viên hài Hưng Số Gà vô đá các bạn. Đủ phòng lợi của Kiên Đen. Đá mạc cho các đội quán ăn hay châu. Một đường chiên, đây là 8 cây. Cú dứt điểm. Wow. Đó là thắng của 8 cây. Tám cây vừa ghi bàn. Tỷ số lên 3-0 cho cầu thủ quán Hiệp Châu bạn. Tỷ số đang hoàn rất nhanh cho cầu thủ quán Hiệp Châu. Chào Minh Điền, chào Hứng Sơ Gà. Hiện tại thì Tâm Kiên không có Khánh Khang đá nha các bạn. Kiên Đen. Chào Linh Linh. Đó là một đường truyền của Vô Quỳ. Đây là Tím La các bạn. Vô Quỳ. Đây là Khánh Em. Chí Búng. Và đây là Kiên Đen. Vô Quỳ các bạn. Tím La. Hello Trương Khang. Đường truyền Kiên Đen các bạn. Và đây là đường truyền của Seth Khải. Vẫn là Seth Khải. Đường truyền đó là Alexon. Hữu Chí. Vẫn là Alexon. Đây là Chí Búng. Khoảng không cho cái đội bóng xanh đen. Và các bóng Kiên Đen. Đó là Tiến La. Và đây là Seth Khải. Seth Khải sẽ làm gì đây? Quý trai các bạn. Xin chào Quỳnh Toàn, Phòng Vũ Đế. Chào Linh Linh, chào Trương Khang. Quỳnh Toàn đã nhắn là Kiên Đen này không đá dở từ lít ha các bạn. Đó là nhắn của Quỳnh Toàn. Đường cho khe của Kiên Đen. Hơi sâu. À lấy xong. Vẫn là 8 cây các bạn. Các bóng của Huy Trai. Huy Trai làm gì đây? Đường truyền của cho Seth Khải. Và đây là Hữu Chí. Kiên Đen các bạn. Seth Khải. Khánh Em. Vẫn là Khánh Em các bạn. Và đây là Huy Trai. Hữu Chí. Và đây là đường truyền của Seth Khải. Và đây là trung vệ Kiên Đen. Vẫn là cao thủ Tâm Kim. Một hàng phòng ngự rất sâu của cao thủ quán Hiệp Châu bạn. Là Kiên Đen. Seth Khải. Đây là Tím La. Huy Trai các bạn. Đây là Seth Khải. Seth Khải làm gì đây? Đường chiền chưa được. Còn lên thì có một khoảng cây ba. À, như vậy bên phía đội quán Hiệp Châu thì Duy Bến Tát được tung vào sân các bạn để thay cho Chí Búng. Ngày 8 cây. Sẽ là tình bóng lên cho cao thủ quán ăn Hiệp Châu. Để khán em. Seth Khải. Và là Kiên Đen các bạn. Đây là Seth Khải làm gì đây? Đường truyền chưa được. Đây là Di Bến Tát. Đường truyền hướng đến vị trí của 8 cây. Vẫn là Di Bến Tát các bạn. Bóng lên dành cho thủ môn Lắc Thành Tính. Đây là Kiên Ngang. Đây là Hữu Chí.
vẫn là các thủ xanh chuối. Thì các anh em gọi là chị Kim Tét, và đây là Vũ Quy các bạn. Vũ Quy làm gì đây, được chi chưa được, đây là tiếp ra kiên đen các bạn, đây đủ chí chưa được, đây là Diêm Bến Tét, và đi bóng chưa thành công của Diêm Tét, đây đủ chí kiên đen nhận là cao thủ áo xanh chuối, cao thủ Tâm Kiên Xé Khải, đây là Quý Trai, đây là ở xong các bạn, Di Bến Tét, và đây là Quý Quy vẫn là Di Bến Tét chưa được, đây là Quý Trai, Quý Trai làm gì đây, cú dứt điểm, đó là Quý Trai các bạn. Quý Trai vừa có thủng điểm bóng vào góc xa bóng đi sệt, cũng ngắn cái số chỉ còn 1-3 cho cao thủ Tâm Kiên, đủ dứt điểm từ xa của Quý Trai. Lòng truyền của Khánh An dành cho Tam Cây. Là Quân Huy các bạn, xin chào Trang Nhất Y. Hello con nha, Trang Nhất Y. Đây là Xét Khải, Quý Trai, đây là Kiên Đen các bạn, Quý Trai vô. Và bảo hợp gấp khe giữa Tâm, xin lỗi bạn, Kiên Đen và Quý Trai. Và đánh góc rất hay của Kiên Đen các bạn, và sau đó thì Huy Trai có thủ điểm bóng, bóng đi vào góc chéo. Huy Hoàng cũng gắn so xuống còn 2-3 cho cầu thủ Tâm Kiên. Cú đúp của Huy Trai. Thì sau đây được cũng gắn 2-3 cho cầu thủ áo xanh chuối các bạn, cầu thủ Tâm Kiên. Các thủ Tâm Kiên vừa Huy Hoàng cũng gắn xuống còn 2-3. Đó là cú đúp của Huy Trai. Xin chào Trang Nhĩ Kỳ. Chưa si bai con ơi, chú chưa si bai nha. Mới có ăn bánh mì với uống chai trà 365 thôi. Đội truyền về cho thủ môn Lát Thanh Tính. Đây là Xét Khải. Và đây là Kiên Đen các bạn. Giờ là Xét Khải. Chuyền nhạc biên nhìn cho Tiếng La. Tiếng La làm gì đây, chọc kia. Đây là Michael Tăng Hồng. Michael Tăng Hồng cũng đá vào sân các bạn. Đó là các con cũng của Tam Cây. Michael Tăng Hồng vào sân bên phía đội SC Quán Hàng Châu. Đây là Kiên Đen. Hữu Chí, Quý Trai các bạn. Và đây là Xét Khải, Tiếng La. Xin chào Lưu Quang Hải. Đó là nhắn là Quý Trai quá đỉnh các bạn. Cảm ơn Lưu Quang Hải. Đội truyền của Xét Khải. Đó là thủ môn Lát Thành Tính. Đây là đường truyền về cho trung vệ Xét Khải, Quý Trai. Đây là Kiên Đen các bạn. Kiên Đen làm gì đây, có kỹ được. Kiên Đen dứt điểm. Đây là đồ ném biên cho các thủ Tâm Kiên FC. Và đây là Tiến La. Tiến La chuyền bóng cho Hữu Chí. Đây là Kiên Đen. Cầu thủ phạm lỗi rồi. Đá phạt dành cho các thủ Tâm Kiên các bạn. Đây là Kiên Đen, Tiến La các bạn. Đội chỉ có đánh xong chưa được. Đây là Diêm Bến Tét. Quá Huy. Vẫn là Quá Huy các bạn. Quá Huy chỉ bóng vào. Đây là Diêm Tét, Tam Cây. Diêm Tét được chưa? Dứt điểm, chưa được. Và các bạn cũng sẽ cãi. Đã tình huống phạm lỗi rồi, sẽ là tình huống đá phạt cho cầu thủ Tam Kiên. 20 phút của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua các bạn. À, như vậy Nghĩa F88 vào sân các bạn. Nghĩa F88 và Thiện Mấy Vờn, Nghĩa Mắm như là danh tính, đó là bốn cái tên vào sân bên phía đội Quán Hàng Châu.
đó là những cái tên mới vừa vào sân bên phía đội Quá Hay Châu. Còn cao thủ Tâm Kiên thì bên đội Tâm Kiên ta chưa có sự thay đổi cầu thủ của anh. Đây là Lá Thành Tính, tiếp là vẫn là cao thủ Tâm Kiên SC. Tỷ số hiện tại đang là 3 nghi về Quán Hải Châu và 2 nghi về Tâm Kiên các bạn. Rồi quý trai đó đồng lực chiến cũng đến vị trí của Xét Khải và đây là Kiên Đen. Tiếp tục là tình huống kế biên. Đây là Hữu Chí. Hữu Chí làm gì đây? Đặt cái đường kém người coi. Cầu thủ vừa bị bập lội đó là Hữu Chí. Đá phạt dành cho cầu thủ Tâm Kiên. Chúng ta sẽ đến tình huống đá phạt lại dành cho cầu thủ Tâm Kiên các bạn. Sẽ chờ tiếng còi của trọng tài. Tại cùng chờ xem quả bóng đá phạt của các cầu thủ Tâm Kiên. Đội Hữu Chí, Mỹ Trái không vào, không đi qua công dọc, bóng lên trên vùng khoảng cây ba. Và đội bóng tốc độ của Giang Tính. Đó là hoạt cấp bóng của Alisson. Alisson làm gì đây? Một đường chuyền. Đây là Xét Khải. Xét Khải làm gì đây? Đi chuyền. Dụng cắt bóng kịp thời của Thiện Bay Bờ. Tại sẽ đến tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ Tâm Kiên. Đây là tím lao được chiếu bao. Đó là pha đá bóng của thủ môn Hằng Kê Ba. Và đây là đường chuyển của Huy Trai dành cho đúng không? Thanh Tính. Tiếng la các bạn. Rồi tiếng la. Xét Khải. Xét Khải với đêm không vào. Bóng lên trên vùng hậu cây bà. Xin chào Tiến Lĩnh. Gọi là nhắn là Tâm Hồ, Tâm Tăng Hồn đừng có báo nhé các bạn. Đó là nhắn của Tiến Lĩnh. Sự ném biên cho đủ Tâm Kiên. Và đây là Huy Trai. Chào Huy Trai. Đủ phạm rồi các bạn. Tâm phạt dành cho đủ Tâm Kiên. Đây là Alexon các bạn. Đây là Nghĩa 88. Vẫn là Nghĩa 88 làm gì đây? Chỉ đi. Và cái bóng là gắt dũng ảnh của Nghĩa 88 các bạn. Và cơ bóng và dứt điểm bóng chéo của Nghĩa 88 ghi bàn mạng số lên 4-2 cho cầu thủ Quán Hải Châu. Bên phía đội Tâm Kiên cũng đã có những sự thay đổi cầu thủ của bạn. Cầu thủ vừa vào sân đó là Quốc Linh. Quốc Linh Ngọc Lý các bạn. Tại cầu thủ mới vào sân mình nghĩ rồi Tâm Kiên. Đó là phải dứt điểm Ngọc Quý. Quán Linh vào sân và chơi vị trí trung vệ, còn Ngọc Quý thi đấu vị trí hậu vệ biên phải các bạn. Chào Tiến Lĩnh. Chào Quang Khải. Rồi là nhắn là Nghĩa 88 quá bán rồi. Xin chào Quỳnh Hình Trung Hiếu các bạn. Vận động viên nhắn dùng Xét Khải bắn chim hơi nhiều nha. Đó là nhắn của Quỳnh Trung Hiếu. Đó là đường truyền của Ngọc Quý. Đó là Xét Khải và đây là đường truyền của Alexon Quý Trai. Và đây là Ngọc Quý. Ngọc Quý làm gì đây đường chiên? Gấp cây Alexon làm gì đây? Dứt điểm không vào. Nghĩa bóng. Vẫn là Nghĩa bóng cắt bóng thành công. Thành Tính đã ra bóng kịp thời, bóng bóng chính xác rồi. Xin chào Hoài Đức. Hoài Đức ở đây nhắn là Ngọc Quý có nữa rồi hả? Có nữa rồi, được Hoài Đức rồi. Không biết sai các bạn. Là Thiên Đen. Ở đây là Ngọc Quý. Đó là chiên của Huy Trai. Vì cho Quốc Linh. Quốc Linh dứt điểm hơi nhẹ các bạn. Đây là thủ môn, xin lỗi các bạn, đây là Thiện Paper.
lựa chọn cái hàng hướng đến vị trí của Nghĩa 88 đây là Diêm Tết. Chuyền về dành cho Giang Tính các bạn. Đây là trung vệ Nghĩa Móng. Thiện Bay Bờ. Chọn đè dành cho Nghĩa 88 nhưng chưa thành công. Đây là Kiên Đen các bạn. Bí Trai. Đây là Ngọc Quý. Vẫn là Ngọc Quý các bạn. Một nữa chào Hoài Đức, chào Quỳnh Trung Hiếu, chào Hoàng Khải, chào Tiến Lĩnh. Và các bóng kịp thời của Thiện Bay Bờ để biên cho các thủ Tâm Kiên. Mồm hận cây ba đã bóng chính xác rồi. Đây là Thiện Mây Bơ. Đó là Thiện Mây Bơ các bạn. Đó là cầu thủ phạm lỗi và cầu thủ dự bị phạm lỗi, đó là Thiện Mây Bơ. Sẽ là cầu thủ đóng phạt dành cho các cầu thủ quá ngang hiệp trong. Đây sẽ đến với cầu thủ đóng phạt của Nghĩa 88 các bạn. Tại cùng chờ xem. Tại cùng chờ xem phối hợp đá phạt của các thủ quá ngang hiệp trong như thế nào. Nghĩa 88 dứt điểm. Không lên cho đội môn Thành Tính. Rồi Quốc Linh. Ngọc Quý các bạn. Giờ là Quốc Linh. Kiên Đen. Và đây là Xét Khải. Quý Trai. Quý Trai giác biên nhìn cho Ngọc Quý. Dẫn Ngọc Quý gắt cây. Dẫn là Ngọc Quý các bạn. Đường truyền nhìn cho Quý Trai. Ngọc Quý. Và đây là Kiên Đen. Dì Mới Tét. Đây là Thiện Mây Bơ các bạn. Dẫn là Thiện Mây Bơ. Đường cho khe. Đây là Nghĩa 88 làm gì đây. Và các bóng kịp thời của môn Thành Tính. Và đây là Xét Khải phản công ngược lại cho các cầu thủ Tâm Kiên. Quý Trai. Cú dứt điểm Ngọc Quý. Và dứt điểm bằng máu hoàng chân phải Ngọc Quý các bạn. Bóng lên cho đội môn Hận cây ba. Đó đường truyền của chỉ huy Trai dành cho Xét Khải. Dứt điểm. Một đường truyền hơi sâu dành cho Alexson. Bóng lên cho đội môn Hận cây ba các bạn. Một nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Quang Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Để theo dõi trận đấu với hai đội Quán Hải Châu và Tâm Kiên FC các bạn. Thì số hiện tại đang là một lợi thế nghiêng về các đội Quán Hải Châu, số là 42. Đây là Duy Minh Tát. Lượng cắt bóng của Xét Khải. Đấu hạt cho cao thủ Tâm Kiên. Đây là Ngọc Quý. Cú dứt điểm. Lên biên cho cao thủ Tâm Kiên. Xin chào Cương Cao. Cường Cao gọi là nhắn với Huy Du My là bia mồi sẵn hết rồi, về là uống thôi nha. Đó là nhắn của Cường Cao cho Huy Du My các bạn. Huy Du My, Huy Trai. Đó được chị của Xét Khải, Alexson. Sẽ là thủ đá phạt cho các thủ áo xanh chuối, các thủ Tâm Kiên. Thủ dù bị phạm lỗi là Alexson. Chúng ta hãy cùng chờ xem vào phối hợp đá phạt của các thủ Tâm Kiên như thế nào các bạn. Một cự ly đá phạt khá gần trước khung thành của thủ môn Hận cây ba. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt là Ngọc Quý và Huy Trai. Sẽ là một cầu thủ phá bóng lên cho thủ môn Hận cây ba các bạn. À, như vậy bên phía đội Tâm Kiên có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ vào sân thay cho Tâm Kiên là cầu thủ số 11, đó là Su Phát các bạn. Su Phát vào sân để thay cho Huy Trai. Nghĩa 88. Đây là Su Phát pha trận bóng đầu tiên sau khi vào sân các bạn. Phía đội Tâm Kiên. Ngọc Quý. Và đây là Xét Khải. Vẫn là các thủ Tâm Kiên.
lại là Quốc Linh, là Sô Phách. Sô Phách dứt điểm sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ Tam Kiên FC. Thiên Đen các bạn, một đội truyền nhờ ở đến vị trí cầm quý và các bóng cũng nhảy bóng. Diễm Thác qua đây là Giang Tính, đó là Lát Thành Tính bắt bóng chính xác bạn. Xin chào Cường Cao nhắn với Quy Chu Bi về sớm nhậu ghê em ơi. Đó đường truyền của Kiên Đen, đây là thủ môn Lát Thành Tính. Trần Ngọc Quý, Xét Khải, đó đường truyền Ngọc Quý rất hay. Đây là Số Phát làm gì đây, chưa được bóng vẫn còn cho cầu thủ Tam Kiên là Xét Khải. Số Phát và đây là Kiên Đen. Giờ mới Xét Khải một chuyền về dành cho thủ môn Lát Thành Tính các bạn. Đây là trung vệ Quốc Linh. Số Phát sau khi Số Phát vào sân là chờ vị trí trung vệ, xin lỗi hoàn tiền vệ cho cầu thủ Tam Kiên FC. Còn hiện tại thì là Số Phát đang thi đấu vị trí một tiền vệ tự do các bạn, và di chuyển liên tục của Số Phát. Thận cây ba có bóng thành công. Đây là Diễm Thế. Sẽ là tình huống đá vàng các bạn, đá vàng cho cao thủ Quán Ăn Hiền Châu. Sẽ là một tình huống đá vàng cho cao thủ Quán Ăn Châu. Đừng nghĩ bóng. Để Tăng Hồng. Thiện Mây Bơn. Đây là Ngọc Quý. Ngọc Quý đường truyền góc cây. Số Phát Kiên Đen. Và đây là Số Phát của đường truyền cho Ngọc Quý. Xét Khải. Đội bóng bài của Diễm Thế để biên cho các cầu thủ áo xanh chuối Tam Kiên FC. Và đây là Xét Khải các bạn. Chuyền về dành cho thủ môn Lát Thành Tính. Đó là chuyền Quốc Linh. Ngọc Quý. Số Phát rất hay. Và đây là Ngọc Quý làm gì đây, cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm thành công của Ngọc Quý các bạn. Và thằng của Ngọc Quý cố gắng sớm còn 3-4 cho đủ Tam Kiên. Một pha đá bóng chưa thành công của thủ môn Hận Cây Ba các bạn. Chào Nguyễn Kha, hello Nguyễn Kha. Như vậy thêm những cái tên vào sân. Bên phía đội Tam Kiên các bạn, chúng ta có Đăng Ozil cũng vào sân. Đây là đường truyền của Chí Bún. Chí Bún cũng đang vào sân trở lại các bạn, như Khánh Em, Trung Toàn. Cũng như là Chí Bún và Khánh Em là những cái tên vào sân trở lại bên phía đội Quán Hàng Châu. Chào Nguyễn Kha, đây là Đăng Ozil các bạn. Kiên Đen. Và đây là Đăng Ô Siêu. Được cho Kha dành cho Số Phát. Chưa được. Đây đúng không? Hoặc Kha 3 các bạn. Đây là Thiện Mây Bơ. Thiện Mây Bơ chuyền bóng chưa được. Sẽ là một tình huống ném biên cho các thủ Tam Kiên FC. Số Phát. Và đây là Ngọc Quý. Số Phát vẫn là các cầu thủ Tam Kiên FC các bạn. Đường chuyền Ngọc Quý và các bóng kịp thời của Nghĩa Móng. Và đây là Chí Bún. Đây là Đăng Ô Siêu. Chí Bún sẽ là tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Quán Ăn Hiệp Châu. Đủ dù bị phạm lỗi là Chí Bún các bạn. Và đây là Thiện Mây Bơ. Thiện Mây Bơ chuyền bóng Giang Minh. Đây là Giang Tính. Và đây bóng hơi dài. Ngọc Quý.
cầu quý cho khé à. Đó đường trình cho Huso bắt các bạn. Và đây là thủ môn Hoàng Kê ba. Giang Tính. Thủ môn Nghĩa bóng. Và các bóng của Quốc Linh. Sẽ biên cho cao thủ Quán An Hiền Châu. Trung toàn các bạn. Đây là Nghĩa bóng. À xin lỗi bạn, đó là Minh Giờ Chi Bún. Là Thiện Minh Vân. Gặp thầy Trung toàn. Vẫn là Trung toàn. Một lượt chiên chưa được. Đây là Đăng Âu Siêu. À đã xong. Dẫn điểm không bầu. Đó là pha dứt điểm của Ngọc Quý các bạn. Một đường chuyền rất hay của Alexon. Và góc cho các thủ Tâm Kiên. Đó là đánh đầu của Chí Bún. Ném biên cho các thủ Tâm Kiên. Bọn đã đi hết đi bây giờ. Đây là Đăng Ngôi Siêu các bạn. Một đội chuyện cũng đến vị trí Alasson. Đây là Ngọc Quý. Ngọc Quý dứt điểm. Thủ môn Hận K3 đã có chính xác rồi. Đây là Nghĩa bóng. Và đánh đầu cắt bóng của Ngọc Quý. Còi ném. Như vậy Khánh Trần các bạn được tung vào sân. Mình phía đội Tâm Kiên. Một đây là pha dứt điểm của Nghĩa bóng. Đó thủ môn đã thành tính đã bắt bóng chính xác rồi. Để Khánh Trần sau khi vào sân bàn pha chạm bóng đầu tiên. Khánh Trần vào sân và chơi vị trí hậu vệ biên trái cho cầu thủ Tâm Kiên. Quốc Linh. Giang Tính. Và đây là Xuân Bách. Luôn cắt bóng thì bây giờ Quốc Linh cắt bóng thành công. Đây là Giang Tính các bạn. Chị Giang Quyên cho Khánh em. Luôn cắt bóng. Và các bóng của Khánh Trần sẽ là tình huống đá phạt góc cho cầu thủ Quán An Hiền Châu. Xin chào anh Phương ngoài đêm 66 này có nữa rồi anh ơi. 66 này có kèo nữa rồi. Từ đây tới cuối tuần là 66 còn rất nhiều kèo nha anh Phương và đêm. Từ đây xuống hết. Một đường cho khe, đứng đến vị trí Alexson. Sao là đúng ném biển cho cao thủ Quán An Hiền Châu các bạn. Đây là Đăng Hữu Diệu, đây là Trung Toàn các bạn. Quán ơi, và đây bóng hơi dài của Trung Toàn. Khánh Trầm. Đây là Đăng Ngô Siêu. Đúng không? Lát Thành Tính. Đây là Quốc Linh. Một đường chuyền hướng đến vị trí của Alexson nhưng chưa thành công. Anh Phương và Niệm đã nhắn là hôm qua Ngọc Quý mới gên chân đau các bạn. Hôm qua mới đau, bữa nay hết đau nha anh Phương và Niệm. Đây là Trung Toàn các bạn. Vẫn là Trung Toàn. Đăng Ngô Siêu. Một đường chuyền đến vị trí Alexson. Và đội bóng của Khánh Trần. Đội bóng cắt bóng kịp thời của Chi Bún. Ngọc Quý. Thì vậy hiệp 1 chúng ta sẽ có 2 phút bù giờ và dứt điểm. Không bầu. Đó là Alexson các bạn. Trước đó thì Đăng Ngô Siêu dứt điểm từ xa. Thủ môn Hận K3 đã cắn vào thành công. Nhưng sau đó thì bóng cũng đã tìm đến đôi chân của Alexson các bạn. Thủ điểm bóng ghi bàn sang vào tỷ số 4 đều. Hai đội chúng ta đã qua nhiều bàn chúc phát rồi. 8 bàn đã được ghi các bạn.
chia đều hai đội bóng chúng ta. Và đây là những phút thi đấu gần vừa cuối của hiệp thi đấu thứ nhất rồi. Tài sẽ đến với tình huống đá phạt cho các lũ quá các hiệp châu các bạn. Lũ đang đứng trước pha phạt này đó là Điển Baber. Đây là Điển Baber dứt điểm, bóng xuyên hàng rào bạn, cũng là chạm hàng rào đi hết được 10 ngàn. Và bóng dành cho đội quán Hàng Châu. Đây là Giám Tính sẽ đá vào góc các bạn. Dứt điểm không bầu. Và trong tay anh Đề cũng đã nói rồi, kết thúc 11. Kết thúc 11 thứ nhất thì hai đội bóng chúng ta đang tạm hòa nhau với tỷ số là 4 đều các bạn. Rồi xin mời quý khán giả các bạn chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút. Và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai. Hiệp một rất hấp dẫn. Xin chào bình luận viên Hoàng Minh. Chào bình luận viên, chúc tác nghiệp vui vẻ các bạn, chúc phải đội thi đấu tốt. Đó là nhắn của bình luận viên Hoàng Minh. Cảm ơn anh trai Hoàng Minh, cảm ơn Đặng Quỳnh Lộc. Hello Đặng Quỳnh Lộc nha, chúng ta nghỉ giao ít phút các bạn. Chào Minh Trọng. Hello Minh Trọng nha, hello Đặng Quỳnh Long, hello anh Phong Bụi. Anh Phong với anh Hiệp mới đi thỉnh kinh đâu mới về. Giống hệt luôn á. Mạng của người anh em mà giết yếu quá ta. Mà cái wifi á yếu quá yếu. Hả? Sân bóng Hoàng Hậu hả? Sân bóng Hoàng Hậu 2 rồi sân bóng Hoàng Hậu 5G.
vừa thấy cưng đi lẹ đi chứ. Chặn sao lên không được rồi. Ô, hưng sao gà lên không được luôn. Hưng sao gà nhắn là chặn sao lên không được rồi. Em không lên thì ai làm diễn viên hài của trận đấu hưng sao gà. Em lên với ông Toàn mấy ủi ngựa bên mới mà làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn chứ hưng sao gà. À, thắng đầu bạc qua nói hưng sườn gà qua xử hưng sườn gà luôn nha. Ờ, công chuyện nhiều quá rồi, hưng sườn gà nói công chuyện nhiều quá. Giờ này chắc chưa bán hết xôi hay gì. Alo. Alo, 1 2 3 4. Alo. Alo, 1. Tại vì trong tài Thanh Điền cũng đã thở coi để mai được bắt đầu. Cái lúc hiệp 1 thì hai đội bóng chúng ta đang tạm hòa nhau với tỷ số là 4 đều các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào và các hộ trên sân chúng ta sẽ có đến quý khán giả các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. 8 bàn thắng đã được ghi và chia đều hai đội bóng chúng ta trong hiệp 1. Và hiệp 2 thì bên phía đội Tâm Kiên FC, một thủ mới vào sân đó là Đồng Messi các bạn. Rồi Khánh Trầm. Đồng Messi vào sân cho hiệp 2 và chơi vị trí tiền đạo cho các thủ Tâm Kiên. Thủ môn Hoàng Cây Ba xin chào Khang Phạm. Chào Hứng Sơn Ga, chào Minh Trọng. Và các bóng của Khánh Trầm. Đây là Di Bánh Tét. Đường truyền cho Chí Bún. Quốc Huy góc kỹ thuật. Quốc Huy chuyền bóng cho Chí Bún. Chí Bún bật tường nhưng chưa thành công các bạn. Sẽ là một tình huống đá phạt cho các thủ Tâm Kiên. Xin chào Phúc Vũ Ghiền, nhắn như nghĩ nào đó kỹ kỹ các bạn. Nghĩa 88. Chào Phúc Vũ Ghiền, xin chào Quỳnh Trung Hiếu. Vận động viên nhắn ví dụ với Messi số 10 ghi bàn chặn tăng thùng bia nha. Messi đồng các bạn, nhắn cho Messi đồng pha dứt điểm của Nghĩa 88 chưa thành công. Messi đồng ghi bàn là được thưởng thùng bia từ Quỳnh Trung Hiếu. Messi đồng. Và đây là số phát dứt điểm. Đó là bàn thắng của số phát các bạn. Số phát vừa ghi bàn nâng số lên 5-4 cho các thủ Tâm Kiên FC. Bàn thắng đến rất nhanh cho các thủ Tâm Kiên trong hiệp 2.
Tỷ số được 5-5-4 các bạn. Và đó là cú dứt điểm của Sofat từ một tình huống chuyền bóng rất hay của Messi độc. Và Tấn Hồng cánh trầm, đó là đường chuyền của Vũ Trí để tiếp là rất thành tính. Và này chuẩn bị cánh trầm vẫn là các cầu áo xanh chuối hoàng các cầu Tâm Kiên FC. Đây là tiếng là các cầu thủ phạm lỗi rồi, cầu thủ vừa phạm lỗi là tiếng là đá phạt cho các cầu thủ Tâm Kiên FC các bạn. Rất thành tính. Này cánh trầm Hữu Chí các bạn được chuyển đến vị trí của Đăng Ozil. Đây là tiếng là vẫn là Đăng Ozil. Đăng Ozil không bao bóng chung vào dọc bắn lên cho thủ môn Hoàng Kê vào. Đây là trung tính chí bốn tình huống cắt bóng của tiến là sẽ là tình huống ném biên cho cao thủ Tâm Kiên các bạn. Đây là Đăng Ozil các bạn và được truyền về cho thủ môn Thành Tính. Được truyền của Khánh Trần các bạn và đây là Hữu Chí. Đăng Ozil không vào, không lên cho thủ môn Hoàng Kê ba các bạn. Chọn tôi nếu bằng Tăng Thiếu Mù. Thầy lên trai Tăng Hồng trung tính và đánh đầu các bóng của Khánh Trần đấu hạt cho các cầu thủ Tâm Kiên bàn tình huống đẩy sau của Nghĩa 88 đối với Khánh Trần các bạn. Rồi tiếp là một truyền giặc viên cho Hữu Chí. Các bóng của Tăng Hồng. Đây là Vũ Huy các bạn. Đánh chồng. Và đây tiếng là chí bốn. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ Tâm Kiên. Ok, cảm ơn Tô Hiếu Văn. Ok, vậy đem 16 là cho anh mượn đi Tô Hiếu Văn. 16 đâu phải là quay đẹp đâu, tôi đã quăng 16 và bị lỗi tùm lum. Anh em lên iOS 18 là bị lỗi tài lan mang các bạn. Xin chào tôi, thầy Tùng Quách. Hello đi gì, chúc anh em buổi tối vui vẻ các bạn. Đó là nhắn thầy Tùng Quách. Đây là Messi đồng. Nhớ là Messi, một đường truyền hướng đến Nguyễn Chí Tiếp là xuống cắt bóng của Diệp Tết. Và đủ phạm lỗi rồi, đáo hạt dành cho các cầu thủ Quán An Hiệp Châu các bạn. Và đây là đường truyền của Trung Tính. Đó là đường truyền Dương Tét. Đăng Ozil. Đăng Ozil. Đó là bàn thắng của Đăng Ozil các bạn. Đầu diều vừa có thủ dứt điểm một bóng chéo. Nâng tỷ số lên 6-4 cho cầu thủ Tâm Kiên. Trong hiệp 2 thì các đội Tâm Kiên đã có 2 bàn thắng nên nâng tỷ số lên 6-4 các bạn. Và vừa rồi thì Đăng Ozil các đội đã ghi bàn cho các đội Tâm Kiên. Chí Bún. Xin chào Tô Thế Văn. Vậy mà mới nói từ 2016 rồi Tô Thế Văn. Đây là Đăng Ozil một đường chỉ dài. Hận K3 đã có bóng bắt bóng kịp rồi. Đây là Di Văn Tét. Vô quê các bạn. Chí bún. Vẫn là chí bún. Đã có thủ phạm lỗi rồi. Sẽ là tình huống đáo hạt cho các thủ Quán An Hiệp Châu. Chúng ta sẽ đến tình huống đáo hạt các bạn. Xin chào Kevin Nguyễn. Rồi là nhắn với Kiên Đen là bia mồi đợi ở nhà các bạn. Rồi sẽ đến với tình huống đá phạt cho các cầu thủ Quán Hải Châu. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này.
đó là Nghĩa F88 cũng như là Chí Bún. Nghĩa 88 bóng chúng ta gạo các bạn. Đây là Vũ Chí được chưa được, đó là chuyện của Đăng Ngôi Siêu, thủ cắt bóng của Trung Tính. Còn đây là Vũ Huy Di Vĩnh Tét. Đây là Đăng Ngôi Siêu các bạn, cắt bóng của Chí Bún. Sẽ là một thủ ném biên dành cho các cầu thủ Tam Kiên. Đây là Hữu Chí của anh. Và ném biên dành cho Tím La. Chọn Tím La. Đây là Hữu Chí. Một chuyện đến vị trí của thủ môn Lát Thành Tính, Khánh Trần. Đang Ngô Siêu. Đây là Tím La các bạn. Chọn là Tím La. Chưa được, ngoài giáp bóng của Tím La. Đây là Trung Tính của chiếc đêm. Chưa được. Là Vũ Huy. Đây là Di Vĩnh Tét. Chọn là Di Vĩnh Tét. Một đường truyền về dành cho Trung Tính. Và đây là Tăng Hồng. Tăng Hồng làm gì đây? Dứt điểm. Tăng lên thì nó một Thành Tính các bạn. Và đây là thủ môn Lách Thành Tính. Đây là Tím La. Xô phát. Và đây hồi về bên trái Tím La vẫn là cao thủ Tam Kiên. Khánh Trầm. Và đây bóng của Tím La. Và đây là Hữu Chí. Cuộc đường truyền nhạc biên cho Đăng Ngôi Siêu. Sẽ làm tình huống ném biên các bạn. Ném biên cho các thủ Tam Kiên. Đường cắt bóng của Trung Tính và góc cho cao thủ Tam Kiên FC. Vị trí của Trung Tính cho Vũ Huy. Đặng Vũ Huy đứng cho khe chưa được các bạn. Đây đã có Siêu. Vũ dứt điểm từ xa. Không bầu. Đó là tình huống cản phá của đội Hoàng Kê 3 các bạn. Đầu nhiều dứt điểm rất mạnh. Còn quỹ đạo cho bóng đi rất khó chịu. Vừa rồi thì thủ môn Hận Cây Ba đã có một tình huống đóng bóng an toàn. Sẽ làm tình huống đóng vào góc cho cao thủ Tâm Kiên các bạn. Đã đâu, bắt đầu các bóng chưa ứng. Đã bạc dành cho cao thủ Quán Cây Châu. Di Vĩnh Tét. Trở lại Di Vĩnh Tét. Chí Bún các bạn. Đó khai Bố Huy. Bố Huy làm gì đây đường chìm cho Di Vĩnh Tét. Chưa được. Cú dứt điểm Nghĩa 88. Bóng lên cho nó bóng Thành Tính. Một nữa chào Kevin Nguyễn, chào Tô Đức Bằng, chào thầy Tùng Bách. Hello thầy Tùng. Đó là pha đi bóng của Tiến La. Đây là Đăng Ngôi Siêu các bạn. Chuyện của Khánh Trầm mình đến vị trí của thủ môn Lát Thành Tính và đến đầu của Su Phát mình chưa thành công các bạn. Để biên cho các đội Quán Ngang trong. Đây là Tăng Hồng. Di Bến Tét. Vũ Huy. Đây là lượt chuyền Messi Đông. Xô phát các bạn. Đây là Đăng Ngôi Siêu. Và phản công. Chưa được. Đây là Khánh Tràng là các bóng tấn công. Và đây là Hữu Chí. Đăng Ngôi Siêu. Xô phát. Sẽ là một tình huống ném biên dành cho các cầu thủ Tam Kiên các bạn. Việt Việt rồi.
được quy quyền của cầu thủ Tâm Kiên. Đây là Diêm Bánh Tét, một đường truyền dành cho Chí Bún, Vũ Huy và đây bóng đá dài các bạn. Này là Đăng Công Siêu. Đó đường truyền của Sô Pháp dành cho Tiến Lai. Tiến Lai thì bóng cho Khánh Trần, dẫn là cầu thủ Tâm Kiên. Cầu thủ Tâm Kiên này tạm dẫn trước cầu thủ Quán Hàng Châu với số 64 các bạn. Đây là Chí Bún và cầu bóng của Khánh Trần. Chí Bún, đây là Vũ Huy. Vũ Huy làm gì đây? Diêm Bánh Tét cắt bóng của Tiến Lai, chống tay bên phía đầu Quán Hàng Châu. Có sự thay đổi cầu thủ Hận Khe Ba rời sân và Nghĩa Mắm sẽ vào sân làm thủ môn các bạn. À, Nghĩa 88 và Nghĩa Mắm và Trung Toàn cũng trở lại vào sân. Bên phía đầu Quán Hàng Châu, đây là Kha Tăng Hồng. Và đây bóng chi bốn thì đúng cắt bóng kịp thời của Tiến Lai. Tài sẽ đến với tình huống đá phạt góc cho cầu thủ Quán An Hiệp Châu. Đụng cắt bóng của Chí. Đây là Quốc Quyền các bạn. Trung Toàn. Ta xác định chưa có đúng phạm lỗi các bạn. Phản công cho các cầu thủ Tâm Kiên, một đường cho khe. Đây là Messi Đồng. Đó là pha cắt bóng của Trung Tính. Ném biên cho cầu thủ xanh, cầu thủ Tâm Kiên các bạn. Đây là Khánh Trần, đó là Hữu Chí và đây là Tiến Lai. Đây là Đăng Ngô Siêu, một đội chiến Vô Quy các bạn. Đội chiến chúng con dứt điểm. Đó là bàn thắng của Trung Toàn, cú hat trick của Trung Toàn các bạn. Trung Toàn vừa ghi bàn cũng ngắn số còn 5-6 cho cầu thủ Quán Hàng Châu. Và đó cũng là cú hat trick của Trung Toàn trong trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy Alexon được tung trở lại vào sân các bạn, bên phía đội Tâm Kiên. Và đây là Khánh Trần, đây là Vũ Chí, đây là Chí Bún. Sẽ làm một tình huống đá vào góc cho các cầu thủ Quán Hàng Châu. Cầu thủ đá vào góc sẽ là Di Bến Tát các bạn. Đừng có quỳ. Vũ Huy chuyền bóng về cho thủ môn Nghĩa 88 các bạn. Để biên cho các thủ Tâm Kiên. Và đây là Khánh Trần. Đường chuyền của Hồ Chí. Đây là thủ môn Lát Thành Tính. Rất hay. Đây là đường chuyền của Sô Pháp. Tiếm là đã có một tình huống phạm lỗi của Tăng Hòn các bạn. Cầu thủ dự bị phạm lỗi là Tiếm là đảo hạt cho các cầu thủ Tâm Kiên. Chúng ta sẽ đến tình huống đảo hạt các bạn. Cầu thủ đang đứng trước và đảo hạt này là Đăng Ngô Siêu. Cầu thủ giao sân thay cho Tăng Hòn các bạn, đó là Tam Cây. Vì rồi Quán Hàng Châu ta sẽ đến một tình huống đóng hạt. Đảng Ngô Siêu, bóng đi hơi cao, bóng lên trên vùng Nghĩa 88. Đó là đường chuyền của Tam Cây. Trung Tính, đây là Hữu Chí. Tiếp tục, đây là dừng pha dứt điểm chưa được. Sẽ là một tình huống đá phạt các bạn.
đảo phạt cho các cầu thủ quá các em chứ không? Cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là Chí Bún. Chúng ta hãy cùng chờ xem pha phạt đá phạt của các cầu thủ quá các em trong như thế nào các bạn. Hỏi trước mà hỏi gì sao mà thấy chỗ nó cháy. Đây là cự ly đá phạt khá gần trung thành của thủ môn Lát Thành Tính. Tính là đã phạt cho các cầu thủ tâm kia các bạn. Không phải, anh nói lại. Đường chuyển Thành Tính. Ở đánh đầu Alex xong. Số phát chứ đêm. Đó là cú đúp của số phát các bạn. Số phát giờ ghi hoàng. Nâng số lên 7-5 cho các cầu thủ tâm kia. Cú đúp của số phát. Đây là Di Bánh Tét Trung Tính. Xin chào Kèo Bình Hiệp. Hỏi Toàn Mấy Ủi có không? Có lên kèo 7 giờ có nha. Trung Toàn các bạn. Trung Toàn với điểm có bầu. Thủ môn Thành Tính đã cao bóng. Chép góc kia tài các bạn. Và sẽ đến đường ném biển cho các thủ quá ở trong. Trung Toàn chưa được. Và bóng kịp thời của Sovac, đây là Bố Quỳ. Góc đồng góc thủ xanh các bạn. Chỉ Bún Khánh, Khánh chào người chị cho Sovac. Và các bóng của Trung Tính để biên cho các thủ Tam Kiên. Rồi tiếng la các bạn. Sovac gọi tiếng la. Người chị nhìn ra đã xong. Hãy xin đấu qua lấy xong mà là chị nhìn theo đăng một siêu các bạn. Để biên cho các cầu thủ Tam Kiên. Đường truyền và để biên của Tím La dành cho Khánh Trần. Và đây là Vũ Chí các bạn. Và đây là đăng một siêu. Đó là chuyện của Trung Tính các bạn. Vô Huy chị góc cây dành cho 8 cây. 8 cây dưới điểm chưa được. Đây điểm hơi nhẹ 8 cây. Để tiếp là Khánh Trần các bạn. Rồi tiếp là Thành Tính. Cá nguy hiểm. Đây Khánh Trần. Và vẫn là Vô Huy các bạn. Đây là Khánh Trần. Và các bóng Trung Tính. Vũ Chí Điểm. Không vào. Không lên thì thủ môn Lát Thành Tính. Thì phút vừa qua thì cao độ chúng ta đang đẩy với tốc độ rất nhanh. Và anh đầu anh đã xong. Và đây là thủ môn Nghĩa 88 các bạn. Đây là số phát. Đó được chuyền của Đăng Công Siêu. 8 cây góc cây. Đó được chuyền của Trung Toàn dành cho Quốc Quy các bạn. Nhưng chưa thành công. Đây là số phát. Được chuyền của Đăng Công Siêu dành cho Vũ Chí. Và bóng kịp thời của Trung Tính. Quốc Quy. Chào khe. Đó được chào khe cho Trung Toàn các bạn. Phát bóng lên thì thầy đội bóng Thành Tính. 20 phút của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Xin chào Hồ Sang, hello em trai. Chào Hồ Sang, chào các bạn hiệp. Những cái tên được tung vào xong bên phía đội Tâm Kiên trở lại các bạn.
ta có Xét Khải, có Quốc Linh, Huy Trai, Kiên Đen và Ngọc Quý. Và những cái tên vào sân bên phía đội Quán Anh Châu, chúng ta có Thiện Weber, có Giang Tính, có Khanh Em và Nghĩa Mắm nữa các bạn. Đó là những cái tên vào sân bên phía đội cả hai đội bóng chúng ta. Ngọc Quý, đều Quý Trai. Và đó đường chuyền của Xét Khải. À lấy xong. Và đây là pha đi bóng của Giang Tính. Giang Tính làm gì đây? Qua người rất kỹ thuật. À tình huống phạm lỗi rồi. Các bạn dành cho các cầu thủ Quán Anh Châu. Chào Lý Na Chi Gờ. Ta sẽ đến với tình huống các bạn. Cho các cầu thủ áo xanh đây. Của dứt điểm không bầu và dứt điểm của Giang Tính. Hello Lý Na Chi Gờ, sân này ở Dubai nha. Sân này ở Dubai mà ông chủ sân là ông Tòng Mai Ủi. Nghĩa 88 bao con chính xác rồi. Khánh Em, một đường chuyền dành cho Giang Tính, chính xác các bạn. Đây là Nghĩa Bóng. Được cắt bóng ra lấy xong. Sẽ là tình huống ném biên cho cầu thủ áo xanh đen các bạn. Đây là Thành Tính, quả bóng chính xác rồi. Đội bóng rất mạnh. Cho Alexson. Alexson là một cầu thủ hay là có chiều cao rất lý tưởng các bạn. Thiện Bay Bờ. Khánh Em. Ngọc Quý. Đó được chỉ quá lên chính xác. Xét Khải các bạn. Xét Khải làm gì đây? Rất kỹ thuật. Được chỉ cho Quý Trai. Đây là Thiện Bay Bờ. Chúng còn chưa được. Đó là Quốc Linh, một đường chuyền cho Xét Khải. Xin chào anh nhỏ, anh Hiệp, anh Linh Chuối các bạn. Nhắn với anh Hiệp. Ok, cảm ơn Linh Chuối nha. Linh Chuối mà lên đây nè, Linh Chuối ơi. Kèo 7 giờ này FC giải trí. Anh Linh Chuối đúng. Linh bà ná nà đó. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Huy Trai các bạn. Cú hat trick của Huy Trai trong đấu ngày hôm nay, nâng tỷ số lên 8-5 cho cầu thủ Tâm Kiên. Đường chuyền của Giang Tính dành cho Khánh Em. Thiện Bay Bơ các bạn. Đây là trung vệ Nghĩa Móng. Thiện Bay Bơ, Nghĩa 88. Đây là chúng ta chưa được đội thưởng ném biên cho cao thủ Tâm Kiên. Anh Cường, dạ rồi để ra đi. Chào Tấm Tàng. Tấm Tàng hỏi là gửi lời nhắn là ở đâu có ông Cường nữa vậy. Anh Cường đá kèo giải trí nha Tấm Tàng. Tấm Tàng muốn đá kèo giải trí thì cứ 7 giờ hàng tuần thứ ba thứ bảy thì lên đây gặp Phong Bụi nữa nè, có Phong Bụi ở đây nữa nè. Đây là đường chuyền của Thiện Bay Bơ và đây là Quốc Linh các bạn. Quốc Linh đường chuyền, đây là Xét Khải chưa được. Đây là thủ môn Nghĩa 88. Khánh Em. Đừng cho khe cho chung toàn như chưa thành công bạn Alexson. Sẽ là tình huống ném biên cho cao thủ Quán Anh Hiệp Châu. Ừ.
sẽ là tình huống đá vàng cho các cầu thủ tâm kiên. Các bạn cầu thủ dự bị đội đó là Huy Trai, Trần Ngọc Quý, đó là và dứt điểm của Alex Song nhưng chưa thành công. Đó đường truyền của thủ môn Nghĩa Mắm, ở sân bóng Nghĩa 88, Phương Nhất Điền, Hoàng Khôn, Nhất Phường. Anh em chuyền bóng cho trung tâm Nguyễn Thái Mạnh, sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ áo xanh chuối Tam Kiên FC. Sau trận đấu này chúng ta sẽ được chứng kiến một màn trình diễn mà nó là siêu kinh điển giữa câu lạc bộ giải trí Hoàng. Đó là Kiến Đen, đây là Huy Trai, làm gì đây, dứt điểm, đường chuyền không vào. Đó là đường chuyền cột 2 dành cho Alex Song để bóng ghi bàn nhưng mà chưa ghi bàn được các bạn. Và để bóng chưa thành công của Alex Song. Nhảy bóng, Thiện Mây Bơ. Chọn Thiện Mây Bơ. Và đây là nhảy bóng. Và đánh đầu của Quốc Linh ném biên cho các thủ áo xanh đen, các bạn, các thủ quán hàng trong. Thiện bay vào. Rồi Giang Tính. Khánh Em, ở trên đầu ai đây là Pháp Cây. Thiện bay vào các bạn. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho các thủ quán hàng trong. Rụng đá hoạt từ giữa sân cho các thủ quán này cho các bạn. Cầu thủ đang đứng trước quan hoàng là nghỉ móng. Quy điểm các bạn, không vào. Rụng cắt bóng của các cầu thủ Tam Kiên để biên cho các thủ quán này cho. Trung toàn các bạn. Và đây là Tám Cây, sẽ là thủ đá vàng cho thủ Tâm Kiên các bạn. Đó được truyền về cho trung vệ Quốc Linh các bạn. Là Kiên đây, truyền nhạc viên cho Ngọc Quý các bạn. Trở lại Ngọc Quý, truyền cho thủ môn Lát Thành Tính các bạn. Đá vàng cho các thủ quán Hàng Châu. Xin lỗi, vàng ném biên cho các thủ quán Hàng Châu. Đó là Nghĩa Móng, truyền cho thủ môn Nghĩa 88. Thiện Mây Bơ các bạn. Chở Thiện Mây Bơ được truyền. Là Kiên Đen các bạn. Huy Trai. Đây là Xét Khải các bạn. Xét Khải được truyền, chưa được. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ Tam Kiên. Đây là Xét Khải, truyền về dành cho thua trung vệ Quốc Linh. Đây là Xét Khải, được truyền nhạc biên cho Alex Song. Sẽ là tình huống phát bóng lên cho thủ môn Nghĩa 88 các bạn. Thì vậy Di Minh Tét vào sân để thay cho Tám Cây, bên phía đội quán Hàng Châu các bạn. Đây là thủ môn Nghĩa 88. Đây là Nghĩa Móng. Tám Tàng gọi là nhắn là chơi có Phong Long nữa. Mày khách đen mày. Phong ơi, Phong. Tám Tàng gọi là nhắn là trời ơi có Phong Long nữa. Thiện Mây Bơ. Đây là Trung Toàn. Di Minh Tét các bạn. Một đội truyền về dành cho Nghĩa 88. Đây là Nghĩa Móng. Thiện Mây Bơ. Và đây là Di Minh Tét. Đây là Giang Tính. Trung Toàn. Thiện Mây Bơ. Sẽ làm thủ đá phạt
dành cho các cầu thủ quá anh em trong. Chúng ta sẽ đến với một tình huống đá phạt cho các cầu thủ quá anh em trong các bạn. Xin chào Tám Tàng. Ok, đội giải trí mà Tám Tàng. Tám Tàng qua đá nha, đội FC giải trí là Tám Tàng ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt cho các cầu thủ quá anh em trong các bạn. Nghĩa bóng dứt điểm không bầu và điểm rất mạnh nghĩa bóng một đội bóng rất thành tín, chúng ta căng quá thành công. Và góc cho các đội quán hàng châu và thường đánh đầu của Quốc Linh các bạn, đây là Di Bến Tét, đây là Quý Trai. Các bóng của Giang Tính, đây là Diêm Tét, đường truyền nhạc biên dành cho Trung Toàn. Giang Tính và đây là thủ môn Nghĩa 88, nhận là Giang Tính các bạn. Bóng đã đi hết đường biên dọc, sẽ là thủ môn pha góc cho các đội Tâm Kiên. Quân Huy được tung trở lại vào sân thay cho Trung Toàn các bạn. Bên phía đầu quán Hàng Châu, đây là Quý Trai các bạn. Một đứa chiếu bầu đã đâu. Và góc ném biên cho cầu thủ quán Hàng Châu, đây là Nghĩa bóng Di Bến Tét. Một đường chuyền dài và các bóng của trung vệ Quốc Linh các bạn. Quý Trai và đây là Xét Khải các bạn. Đó là Quý Trai, Xét Khải, chuyền giang biên dành cho Ngọc Quý, chuyền quốc bầu, đây là Giang Tính, Quốc Huy, đó là Giang Tính. Một đường chuyền, đó là đường chuyền cho Thiện Mỹ Vân chưa thành công các bạn. Mình là trung vệ Nghĩa bóng Quốc Huy, Giang Tính, chẳng là Quốc Huy chưa được đủ cắt bóng của Ngọc Quý các bạn, sẽ là tình huống ném biên cho các cầu Tâm Kiên. Quốc Linh thì có một Nghĩa 88. Quốc Huy hiện bay mơ các bạn chưa được để biên cho cầu thủ Tâm Kiên. Xét Khải các bạn, thay đổi các bóng của Thành Tính. Di Bến Tét, Xét Khải, chọn Di Bến Tét. Đây là anh em các bạn, Huy Trai, chọn là Huy Trai. Huy Trai dứt điểm và các bóng của trung vệ Quốc Linh gầm. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ quán hiệp sau các bạn. Dưới kìa. Nghĩa bấm Quốc Huy và mình qua nhà anh Thủy quay heo rồi anh Toàn ơi, coi chừng anh Thủy quay với anh luôn á. Và đây là Nghĩa bấm các bạn, dứt điểm có bầu, đó là pha dứt điểm của Giang Tính và thủ môn Thanh Tính cũng đã cản phá thành công. Sẽ làm tình huống ném biên cho các cầu thủ Tâm Kiên.
Điện Viber sẽ gửi sang bên phía đội quán ăn Hiệp Châu. Và thủ vào sân trở lại đó là Chí Bún các bạn. Ngọc Quý. Đây là Quốc Linh, đường truyền cho Huy Trai. Vẫn là Huy Trai. Kiên Đen các bạn. Và đây là Quốc Linh. Xé Khải. Chuyền về dành cho thủ môn Lát Thành Tính. Là Kiên Đen các bạn. Đường truyền Quốc Linh dành cho Á Lát Sông. Đường cắt bóng của trung vệ Quốc Linh. Bóng lên dành cho thủ môn Nghĩa F88 Phương Nhất Điền, Khôn Nhất Phương. Đây là Quốc Huy. Vị trái. Wow. Học chưa hiểu ý với Huy Trai và Nghĩa Huy và Nghĩa Mắm các bạn. Và Huy Trai cũng đã có một tình huống cấp bóng kịp thời dứt điểm. Của bóp cơ của Huy Trai trong đấu ngày hôm nay, đang số lên 9-5 cho cầu thủ Tâm Kiên. Đây là Khánh Em. Và đây là Danh Tính các bạn. Xin chào Điền Kino. Nhờ một lời chúc dành cho anh em Tâm Kiên chiến thắng các bạn, đó là nhắn Điền Kino và đánh đầu của Ngọc Quý. Đây là Nghĩa Mắm. Sẽ là tình huống ném biên cho cao thủ Bá Hải Châu các bạn. Chí Bún. Alexon. Đây là Huy Trai các bạn. Đây là Kiên Đen. Alexon. Chưa thành công các bạn. Tình huống cản phá của thủ môn Nghĩa 88 đã phạt cho cao thủ Bá Hải Châu. Điền Kino nhắn là anh xong mà ghi bàn em hung hai cái các bạn. Nhắn Điền Kino. Đó là Chí Bún. Được cho khe. Và các bóng của thủ môn Thành Tính. Chúng ta sẽ có một phút vui giờ cho hiệp thi đấu thứ hai này. Sau trận đấu này là một trận siêu kinh điển các bạn. Siêu kinh điển giữa hai đội bóng giải trí 1 và giải trí 2. Siêu kinh điển là một trận đấu mà đang là mang tính giải trí rất cao. Và đây là pha dứt điểm của bầu. Pha dứt điểm của Di Bánh Tét. Giờ này đó bụng mà toàn là Di Bánh Tét với Nghĩa Mắm và Chí Bún vậy các bạn. Đây là Xét Khải. Đây là Huy Trai. Thời gian cho đến thời điểm hiện tại chỉ đếm tính bằng giây mà thôi. Để mình cho các thủ quán hay không. Đây là Giang Tính. Đây là Kiên Đen các bạn. Quốc Linh. Và đây là Kiên Đen. Xét Hải. Là trung vệ Quốc Linh. Huy Trai các bạn. Là Quốc Linh. Là Xét Hải. Kiên Đen đường truyền cho Huy Trai. Huy Trai làm gì đây đường truyền. Đây là Alex Song. Dứt điểm không vào. Chào Linh Linh, chào Điện Nghĩa Đô. Để Di Bánh Tét các bạn. Không dẫn còn Nghĩa Mắm. Vậy tiếng còi của chúng ta anh Thái Đề cũng đã cắt lên. Kết thúc trận đấu và một chiến thắng cho các đội Tâm Kiên, các đội quán Hải Châu. Thì tỷ số là 9-5 các bạn. Và chúng ta tạm kết thúc trận đấu tại đây. Và sẽ có đường link mới chúng ta theo dõi trận đấu siêu điển giải trí